Về quê ăn Tết là niềm mong mỏi của những người con xa xứ mỗi độ xuân về. Đặc biệt là những người bệnh ung thư nghèo ở các tỉnh đang phải điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 11, những chuyến xe yêu thương xuất phát từ bệnh viện ung bướu chính là những món quà ý nghĩa cho những bệnh nhân nơi đây. Là có cái đoàn hảo tâm, như bệnh viện rất quan tâm cho người bệnh, thì riêng bản thân tôi rất là vui mừng, phấn khởi. Hôm nay mới được ra viện để thăm con cháu, gia đình, vui Tết, vui xuân. Người Gia Lai, kẻ Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Bình Định, Kiên Giang, Cà Mau. Hơn 400 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vé miễn phí về quê đón Tết. Nhà từ thiện và các nhà hảo tâm là tạo điều kiện cho những bệnh nhân nghèo, rồi những gia đình mà không có điều kiện để lo tiền xe về thì tạo điều kiện cho họ, giúp đỡ họ để họ được về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. Mỗi người bệnh với chiếc vé trên tay có thể yên tâm về quê trên những chuyến xe đảm bảo chất lượng. Đó là sự an ủi phần nào trong tâm lý của mỗi người bệnh. Thường thường bệnh nhân bệnh nặng và khó khăn lắm, Tết là muốn về quê sum họp gia đình, nhiều khi có những người rất lần cuối cùng, thành ra cái nguyện vọng này quá nhiều bệnh nhân đưa chúng tôi phải có những chương trình như thế này tập trung đông. Nhưng bữa nay mình cũng phải trên 300 bệnh nhân được đưa về để họ sum họp với gia đình. 10 chiếc xe chuyên chở hàng trăm niềm vui về với những miền quê, cùng đón một cái Tết ấm áp bên gia đình. Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày 26 và 28 âm lịch, đưa thêm người bệnh về quê đón Tết.